Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lời chào rất lớn tới Bắc Carolina, một nơi đặc biệt. Các bạn đã thấy hôm trước cháu gái nhỏ của tôi. Bé được đặt tên là Carolina vì một lý do đặc biệt. Lara, mẹ của bé, đến từ nơi này và cô ấy đang làm rất tốt, một người tuyệt vời. Vì vậy, thật tuyệt khi được có mặt ở đây và quay lại bang xinh đẹp này với hàng ngàn người yêu nước Mỹ chăm chỉ, đầy tự hào, chính là các bạn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Glenn Mossack và tất cả mọi người tại nhóm Mossack vì đã chào đón tôi ngày hôm nay. Đây là một nơi tuyệt đẹp. Và tôi phải nói với các bạn rằng Glenn là chủ sở hữu và là người lãnh đạo. Ông ấy đã nắm tay tôi khi tôi đang đi lên và nói rằng, thưa ngài, tôi muốn nói với ngài điều này. Trước khi áp đặt các thuế quan, đây chỉ là một tòa nhà trống không, không hoạt động. Và ngài đã áp đặt thuế quan. Bây giờ chúng tôi là một nhà sản xuất mạnh mẽ. Ông ấy nói rằng trước đây họ chỉ nhập khẩu sản phẩm, nhưng giờ đây họ đang sản xuất rất nhiều sản phẩm. Và các bạn có thể thấy điều đó ngay tại đây, rất nhiều sản phẩm. Và thật sự tôi biết điều này từ lâu, và đó chính là những gì chúng ta sẽ làm trên quy mô lớn hơn nhiều. Các dân biểu và thượng nghị sĩ ở đây, rất nhiều người có mặt. Tôi sẽ giới thiệu một vài người nhanh thôi, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng tôi đã được chào đón một cách tuyệt vời khi Glenn nói điều đó. Bởi vì tôi đã cố gắng giải thích điều này cho mọi người, nhưng họ không hiểu. Nhưng ông ấy đã gọi nơi này là một tòa nhà trống rỗng, và giờ đây nó là một doanh nghiệp thịnh vượng. Chúng ta cũng được chào đón bởi, cảm ơn rất nhiều, ứng cử viên quốc hội Mark Harris, người đang làm rất tốt. Không có liên hệ gì với Kamala Harris, tôi đoán vậy. Không, anh ấy không phải, tôi không nghĩ vậy. Anh ấy đang làm tốt hơn bà ấy, tôi có thể nói điều đó theo các cuộc thăm dò. Và Pat Harrigan, cảm ơn, chúc may mắn Pat. Tôi nghe nói cả hai đều đang làm rất tốt. Và tất nhiên, chủ tịch GOP Bắc Carolina, Jason Simpson, người đang làm một công việc tuyệt vời. Tôi nghe nói chúng ta có một cuộc thăm dò tuyệt vời sáng nay. Điều đó tốt, chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta đã thắng Bắc Carolina hai lần, và chúng ta phải thắng thêm một lần nữa. Và nếu thắng Bắc Carolina, chúng ta sẽ đi đến chiến thắng hoàn toàn. Có lẽ chúng ta sẽ đi đến chiến thắng dù sao đi nữa, nhưng đây là một nơi rất quan trọng. Một bang rất quan trọng, và tôi yêu nó. Như câu nói, chúng ta có gia đình ở đây, và chúng ta thật sự có. Tôi cũng muốn nói về một doanh nghiệp lớn gần hồ Nam Minh. Có ai biết nơi đó không? Nó đã rất thành công. Trump National đã làm rất tốt, nằm ngay trên hồ Norman, một nơi thật đẹp. Tôi ước gì tôi có thời gian để đến xem, nhưng tôi sẽ không có thời gian. Tôi phải ra vào nhanh chóng, nhưng tôi sẽ quay lại. Như các bạn đã biết, đã có hai âm mưu ám sát nhằm vào tôi mà chúng tôi biết được. Chúng có thể hoặc không liên quan đến Iran, nhưng tôi thật sự không biết, không thể chắc chắn. Trong trường hợp đầu tiên ở Butler, Pennsylvania, một nơi tuyệt vời. Chúng tôi sẽ quay lại Butler, nhưng tiện nói đến, chúng tôi sẽ quay lại và hoàn thành bài phát biểu. FBI đã không thể mở được 3 ứng dụng điện thoại có nguồn gốc nước ngoài tiềm năng. Trong trường hợp thứ hai, kẻ ám sát có 6 chiếc điện thoại trong xe của hắn, nhưng FBI cũng không thể xâm nhập được vào hệ thống bảo vệ của chúng. Điều này không nên khó khăn như vậy. Họ muốn biết, và tôi cũng muốn biết, cả đất nước, và có thể cả thế giới muốn biết hắn đã gọi cho ai. Trong những ngày trước đây, FBI và Bộ Tư pháp thường bắt giữ người trước khi chuyện gì xảy ra. Nhưng ngày nay, tầng lớp lãnh đạo cao cấp của FBI chỉ biết nói suông, trong khi họ tập trung vào các đối thủ chính trị của Tổng thống đương nhiệm. Đó là những gì họ đang làm. Họ tốn quá nhiều thời gian. Lần đó, chúng tôi đã thắng vụ kiện ở Florida. Đó là tất cả một trò lừa đảo lớn nhằm chống lại một đối thủ chính trị, tôi, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, và hy vọng có thể tái đắc cử trong 41 ngày tới để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Nhưng tất cả những gì họ tập trung vào là đối thủ chính trị của họ. Họ phải yêu cầu Apple mở những ứng dụng nước ngoài này, và họ cũng phải yêu cầu Apple mở 6 chiếc điện thoại từ kẻ điên thứ hai, người rõ ràng là một kẻ điên, và mở ngay lập tức, vì chúng ta có rất nhiều điều đang bị đe dọa, dù là tôi hay bất kỳ cựu tổng thống nào khác. Họ phá khóa các ứng dụng suốt thời gian mà không gặp vấn đề gì. Họ đã không gặp khó khăn gì khi phá khóa các ứng dụng của những con tin ngày 6 tháng 1. Họ phá khóa những ứng dụng đó, và chúng có thể liên quan đến Iran, hoặc có thể là thứ gì khác. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết cho đến khi chúng được mở. Họ phải mở chúng ra. Và thực sự, tại sao cha của tay súng ở Butler lại có một trong những luật sư giỏi nhất và đắt nhất ở bang Pennsylvania? Làm thế nào mà ông ấy có được luật sư này? Một hãng luật lớn, lớn nhất ở Pittsburgh. Từ đâu mà ông ấy có được? Thật là kỳ lạ. Nếu tôi là tổng thống và một cựu tổng thống và một ứng cử viên hàng đầu, tôi là ứng cử viên hàng đầu cách biệt để trở thành tổng thống tiếp theo. Và ứng cử viên đó đang bị đe dọa. Nếu tôi là tổng thống và ứng cử viên đó bị đe dọa, bất kể là Cộng hòa hay Dân chủ, và nhân tiện, tôi muốn cảm ơn đảng Dân chủ vì họ vừa tăng ngân sách cho cơ quan mật vụ, những người làm việc rất chăm chỉ. Họ đã tăng ngân sách cho cơ quan mật vụ và không ai tin được. Đó là một cuộc bỏ phiếu nhất trí. Tất cả mọi đảng Cộng hòa, tất cả mọi đảng Dân chủ, tổng thống đều bỏ phiếu thuận. Đó là cuộc bỏ phiếu nhất trí đầu tiên chúng ta thấy trong một thời gian dài. Và đó là để tăng ngân sách cho cơ quan mật vụ. Vì vậy, tôi cảm ơn tất cả mọi người trong Quốc hội. Nhưng nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ thông báo cho đất nước đang đe dọa, trong trường hợp này là Iran, rằng nếu bạn làm bất cứ điều gì gây hại cho người này, chúng tôi sẽ san phẳng những thành phố lớn nhất của bạn và phá hủy cả đất nước của bạn. Chúng tôi sẽ thổi tung nó thành tro bụi. Bạn không thể làm điều đó, và sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta không có những người lãnh đạo đó, hoặc những người lãnh đạo cần thiết. Chúng ta có hai người, không phải một. Chúng ta thậm chí không biết ai là tổng thống của chúng ta hiện tại. Ai là tổng thống của chúng ta bây giờ? Chúng ta thật sự không biết, nhưng chúng ta có hai người, không phải một, và chỉ đang tìm kiếm. Và khi bạn chỉ tìm kiếm, rắc rối luôn xuất hiện. Vì vậy, đó là một rắc rối lớn cho đất nước của chúng ta. Trong khi đó, Tổng thống Iran đang ở trong đất nước của chúng ta tuần này. Chúng ta có lực lượng an ninh lớn bảo vệ ông ta, và họ đang đe dọa cựu Tổng thống của chúng ta và ứng cử viên hàng đầu để trở thành Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Chắc chắn đây là một tình huống kỳ lạ trên toàn thế giới. Kẻ thù của chúng ta đang tuyệt vọng ngăn cản Donald Trump trở lại Nhà Trắng vì họ biết tôi sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Họ không muốn điều đó. 4 năm trước, đất nước của chúng ta được kính trọng và sợ hãi, và sớm thôi, đất nước của chúng ta sẽ lại được kính trọng và sợ hãi. Chúng ta phải có điều đó. Và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần phải cùng nhau chống lại những nỗ lực này và mang lại sức mạnh, quyền lực và uy tín của nước Mỹ. Chúng ta sẽ sớm có lại điều đó. Không mối đe dọa nào có thể làm tôi lung lay, không kẻ thù nào có thể làm tôi sợ hãi. Và tôi chưa bao giờ quyết tâm hơn bây giờ, và tôi sẽ không bao giờ lùi bước trong cuộc chiến để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là những gì chúng ta đang làm. Vì vậy, tôi muốn tuyên bố điều đó, bởi vì chúng ta đang bị đe dọa. Tôi đã bị đe dọa rất trực tiếp, và tôi cảm ơn các cơ quan mà chúng tôi đã gặp. Nhưng chúng tôi đã bị đe dọa trực tiếp bởi Iran. Và tôi nghĩ bạn phải để họ biết rằng, bởi vì cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua văn phòng tổng thống, rằng nếu bạn thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào cựu tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống, thì đất nước của bạn sẽ bị thổi tung thành tro bụi. Như chúng ta đã nói, trong 41 ngày tới, chúng ta sẽ giành chiến thắng tại bang North Carolina. Chúng ta sẽ đánh bại đồng chí Kamala Harris, và chúng ta sẽ lấy lại đất nước của chúng ta.
Chúng ta sẽ lấy lại nó. Hôm qua tôi đã ở Georgia, một nơi tuyệt vời, để trình bày kế hoạch của tôi cho sự phục hưng của ngành sản xuất Mỹ. Đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta nhận được những đánh giá rất tích cực về bài phát biểu đó. Hôm nay Kamala Harris dự kiến sẽ công bố cái gọi là kế hoạch của bà ta để hỗ trợ sản xuất và tạo ra sự giàu có. Tại sao bà ta không làm điều đó 3 năm rưỡi trước? Họ đã không làm gì cả. Tại sao bà ta lại không làm điều đó 3 năm rưỡi trước? Bà ta đã ở đó gần 4 năm và bà ta không làm điều đó. Bà ta không tạo ra sự giàu có. Bà ta đã phá hủy 22% giá trị của mỗi đô la trong túi bạn và làm chúng ta gặp nguy hiểm trước phần còn lại của thị trường. Và đồng đô la dự trữ toàn cầu hiện đang bị đe dọa. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta sẽ mất vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu nếu chúng ta mất nó. Đó như là một cuộc chiến. Nhưng chúng ta sẽ có lại nó nếu tôi đắc cử tổng thống. Chúng ta sẽ có đồng tiền dự trữ toàn cầu ở tình trạng tốt hơn và theo trật tự hơn. Và mỗi quốc gia sẽ theo dõi nó. Nếu họ không theo dõi, chúng ta sẽ áp thuế với quốc gia đó và chúng ta sẽ không giao thương với họ. Và sau đó, họ sẽ gọi cho chúng ta và nói rằng họ muốn chúng ta tiếp tục là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Thật dễ dàng. Thật dễ dàng, nhưng bạn cần người đưa tin đúng. Bạn cần người đưa tin đúng. Bà ta không ủng hộ ngành sản xuất trong nước. Bà ta đã làm mất 24.000 việc làm sản xuất ở Mỹ chỉ trong tháng trước. Chúng ta đã mất 24.000 việc làm. Bạn biết đấy, có lý do khiến Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Và phần lớn lý do đó là nền kinh tế của chúng ta thật sự rất, rất tệ. Kamala đến Nhà Trắng làm việc mỗi ngày, trong khi các gia đình đang khổ sở. Vì vậy, nếu bà ta có kế hoạch, bà ta nên ngừng diễn kịch và thực hiện đó. Chỉ cần làm đi. Bà ta còn vài tháng nữa thôi. Làm đi. Thực hiện đó đi. Bà ta có kế hoạch cho biên giới. Hãy làm ngay bây giờ. Bạn biết đấy. Bạn không cần bất cứ điều gì ở biên giới. Tất cả những gì bạn cần là Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng biên giới đã đóng cửa. Tôi không có gì trong tay. Tôi chỉ có một quy trình suy nghĩ tốt. Tôi đóng cửa biên giới. Tôi xây dựng hàng trăm dặm tường và tôi khiến Mexico cử hàng ngàn binh sĩ để bảo vệ đất nước của chúng ta. Vì vậy, người dân không thể vào và chúng ta đã có biên giới an toàn nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Tôi không cần phải có tài liệu gì cả. Tôi là Tổng thống. Tôi đã nói với lực lượng biên phòng. Không ai giỏi hơn lực lượng biên phòng và ICE. Tất cả các lực lượng thực thi pháp luật khác trong đất nước này. Tôi được sự ủng hộ của hầu hết tất cả các nhóm thực thi pháp luật. Nhưng Kamala lẽ ra phải đóng cửa biên giới từ nhiều năm trước, và chúng ta sẽ không có những cuộc chiếm đóng thù địch ở Springfield, Ohio, Aurora, Colorado, nơi mà họ thực sự đang tiến vào với các thiết bị kiểu súng máy khổng lồ. Họ tiến vào với những khẩu súng vượt quá cả quy mô quân sự, và họ đang chiếm đóng các tòa nhà chung cư, chiếm đóng bất động sản. Họ đang trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Chúc mừng nhé. Trong trường hợp này, đó là những người từ Venezuela, thành viên của các băng đảng đường phố trẻ tuổi, được chính phủ Venezuela gửi tới đây. Bạn biết đấy, tội phạm ở Venezuela đã giảm rất nhiều. Tội phạm trên toàn thế giới đã giảm, ngoại trừ tại đây. Tôi đã đúng trong cuộc tranh luận khi David Muir liên tục nhắc lời tôi, hết lần này tới lần khác. Và anh ấy nói với tôi rằng, khi tôi nói rằng tội phạm đang tăng vọt, nó lan tràn vì những gì đang xảy ra ở đất nước của chúng ta. Và anh ấy nói không, tội phạm không tăng, đó là sai lầm. Nhưng hôm sau, Bộ Tư pháp đã công bố số liệu tội phạm tăng 44%, thậm chí còn cao hơn nhiều ở một số danh mục. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Không có phó tổng thống nào trong lịch sử đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ nhiều như Kamala Harris. Bà ta không hiểu gì về kinh tế hoặc về bất kỳ điều gì khác. Nếu bạn xem Oprah hôm trước và những câu trả lời của bà ta, bạn sẽ không bao giờ nghĩ tới bà ta cho vị trí tổng thống Hoa Kỳ. Vì chúng ta đã trải qua 4 năm với kiểu đó rồi. Và đất nước của chúng ta không thể chịu thêm 4 năm nữa. Nhưng hai lần, bà ta đã bỏ phiếu quyết định dẫn đến lạm phát tồi tệ nhất có thể trong 100 năm qua. Bà ta đã phá bỏ biên giới của chúng ta
và đưa hơn 21 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước. Họ đến từ khắp nơi. Nghĩ xem. Họ đến từ nhà tù và trại giam. Họ đến từ các viện tâm thần và bệnh viện tâm thần. Họ là khủng bố, là băng đảng đường phố tội phạm, là MS-13. Chúng tôi đã đưa hàng triệu người như thế này vào đất nước, và chúng tôi sẽ đuổi họ ra ngoài. Và chúng tôi sẽ đuổi họ ra nhanh chóng. Tôi có thể nói điều đó. Không có quốc gia nào có thể tồn tại điều này. Không có quốc gia nào có thể tồn tại điều đó. Nhưng tự hỏi bản thân mình, liệu có thứ gì ít tốn kém hơn so với 4 năm trước không? 88.000 việc làm bị mất tích đâu? Nhớ không? Họ nói về con số 88.000. Đó là những việc làm giả mạo. Họ nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Nhưng họ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử, chứ không phải trước cuộc bầu cử. Họ có một kẻ rò rỉ thông tin. Cảm ơn kẻ rò rỉ. Họ có một kẻ rò rỉ đã tiết lộ rằng họ đã giả mạo các con số. Không ai nói về điều đó. Báo chí từ chối viết về điều đó. Chúng ta không muốn nghe những lời hứa giả dối của Kamala. Ngay cả những chuyện như bà ta đã làm việc rất lâu và chăm chỉ với khoai tây chiên ở McDonald's. Bà ta chưa bao giờ làm việc ở McDonald's. Đó là một câu chuyện giả. Đó là một câu chuyện giả. Báo chí bây giờ từ chối viết về nó vì nó quá. Bạn biết đấy, có một điều rất đơn giản. Bà ta nói rằng bà ta đã làm việc ở McDonald's, nhưng bà ta không làm. Không phức tạp gì cả. Đó là một lời nói dối. Bà ta chưa bao giờ làm việc ở McDonald's với những khoai tây chiên nóng hổi. Tôi nghĩ mình sẽ đến McDonald's trong 2 tuần tới và làm việc với khoai tây chiên. Vì nếu tôi làm điều đó dù chỉ nửa giờ, tôi sẽ làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn bà ta đã từng làm. Vì vậy, chúng ta muốn nghe một lời xin lỗi cho tất cả các việc làm và tất cả những cuộc đời mà bà ta đã hủy hoại. Nghĩ xem, họ đã tạo ra 88.000 việc làm giả mạo để làm cho những con số về việc làm trông tốt hơn. Nhưng họ đã bị bắt trước cuộc bầu cử. Họ dự định thông báo sau cuộc bầu cử rằng đó là một sai lầm. Đó không phải là một sai lầm, đó là gian lận. Tổng trưởng lý nên điều tra việc này, vì chưa bao giờ có kiểu sai lầm như thế này trong lịch sử của đất nước. Gần 1 triệu việc làm. Một sai lầm mà. Nhưng họ đã bị bắt. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi những người tố giác và những kẻ rò rỉ cũng ổn với tôi. Kamala Harris là một quả cầu phá hoại kinh tế của một người. Và vào tháng 11 này, người dân Bắc Carolina sẽ nói với bà ta rằng chúng tôi đã chịu đủ rồi. Chúng tôi không thể chịu nổi nữa. Kamala Harris, bà đã bị sa thải. Ra ngoài đi. Bà đã bị sa thải. Bà ấy đã làm một công việc tệ hại khi làm phó tổng thống. Joe là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Jimmy Carter là người hạnh phúc nhất vì chính quyền Carter so với bây giờ thì trông có vẻ hoàn toàn xuất sắc. Và Kamala Harris được xem là, nếu bạn quay lại 7 tuần trước, là phó tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Và bây giờ bà ta muốn trở thành tổng thống. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Và bà ta là một người theo chủ nghĩa Marx. Chúng ta không sẵn sàng cho một tổng thống theo chủ nghĩa Marx và sẽ không bao giờ như thế. Bắc Carolina từng là trái tim của ngành sản xuất Mỹ. Tôi biết điều đó rất rõ. Tôi đã đến đây nhiều lần để mua nội thất cho các tòa nhà. Tôi đến và xem xét. Và không ai có tay nghề như các thợ thủ công của Bắc Carolina. Đây từng tràn ngập các công ty như công ty này và được biết đến khắp nơi vì tay nghề và kỹ năng tuyệt vời. Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân, vì tôi là một khách hàng lớn, tôi đã mua rất nhiều thứ ở đây. Không có nơi nào có đồ nội thất như Bắc Carolina. Các bạn từng là thủ phủ nội thất của thế giới. Nhưng bây giờ rất nhiều doanh nghiệp đó đã bị cướp mất từ các bạn và được sản xuất tại Trung Quốc và những nơi khác. Và nói thật thì chất lượng không bằng. Chất lượng không đâu sánh bằng. Các bạn sản xuất nội thất. Một chiếc ghế các bạn mua có thể sử dụng tốt trong 30 năm. Bây giờ các bạn mua những chiếc ghế mà họ bán, chúng hỏng sau khoảng 2 tháng. Mọi người nằm trên sàn, kiện cáo các bạn. Các bạn đã tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Các bạn đã tạo ra đồ nội thất tốt nhất. Sau sự phản bội kép của NAFTA mà tôi đã hủy bỏ và việc Trung Quốc gia nhập WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới,
Bắc Carolina đã mất hơn 300.000 việc làm trong ngành sản xuất, bao gồm 60% việc làm trong ngành sản xuất nội thất, và con số đó còn tiếp tục tăng cho đến khi tôi đến. Không ai ở Washington quan tâm cho đến khi tôi xuất hiện. Trong 4 năm ngắn ngủi, tôi đã hủy bỏ NAFTA, thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất từng được ký, và thay thế nó bằng USMCA, được coi là thỏa thuận thương mại tốt nhất từng được ký. Giữ cho các bạn vẫn có công việc, và tôi đã đứng lên chống lại Trung Quốc như chưa từng có trước đây, bao gồm việc áp thuế 22% lên tất cả hàng nhập khẩu nội thất từ Trung Quốc, cứu vãn ngành công nghiệp nội thất của Bắc Carolina, những gì còn lại của nó, vì khi tôi đến, các bạn đang trong tình trạng rất tệ. Nhưng tôi đã cứu những phần còn lại của ngành công nghiệp này khỏi sự tiêu diệt hoàn toàn. Như Glenn đã nói, tòa nhà này từng là một cái xác rỗng cho đến khi các bạn áp thuế. Và bây giờ nó đang phát triển mạnh, với rất nhiều người đang làm việc ở đây. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, một nơi tuyệt vời với những sản phẩm đẹp mắt. Gần như chỉ sau một đêm, chúng ta đã giảm 25% hàng hóa nhập khẩu nội thất từ Trung Quốc. Và tôi chỉ muốn nói với Bắc Carolina, không có chi, hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho Trump. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Tôi không yêu cầu nhiều. Hãy bỏ phiếu cho Trump. Những người phụ nữ xinh đẹp này đến từ Bắc Carolina. Họ đã theo tôi khắp Hoa Kỳ trong nhiều năm. Đây là lần thứ 232. Và đây không phải là một cuộc vận động. Đây là một cuộc gặp gỡ của các doanh nhân, chỉ để cho họ biết chúng ta đang làm tốt như thế nào với tất cả những gì chúng ta đang làm, và chúng ta đang làm tốt như thế nào trong các cuộc thăm dò. Chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta dẫn đầu ở Bắc Carolina với những con số rất tốt, tôi nghĩ vậy. Nhưng câu chuyện thật sự bây giờ đang được kể, vì các bạn đang nghe câu chuyện này. Nhưng những người phụ nữ này đã theo tôi khắp nơi. Chồng của họ là những người tuyệt vời đã chịu đựng họ. Họ đã theo tôi khắp nơi. Hãy nhìn họ đẹp như thế nào. Họ đã theo tôi đến California, theo khắp cả nước. Và bây giờ, cuối cùng chúng ta ở Bắc Carolina. Vì vậy, họ không phải đi xa nữa. Họ sống cách đây khoảng 20 phút. Nhưng họ là những người yêu nước tuyệt vời, và chúng tôi rất cảm kích điều đó. Có khoảng 50 người trong số họ, và tôi thường tự hỏi, họ đã kết hôn hạnh phúc. Họ là những người tuyệt vời hạnh phúc. Nhưng tôi nói, em yêu, anh sẽ đi vài ngày. Chúng tôi sẽ theo dõi ông ấy một lần nữa. Nhưng chúng tôi yêu các bạn, và chúng tôi cảm kích điều đó. Và trên hết, họ là những người yêu nước. Họ muốn thấy đất nước của chúng ta trở nên tốt hơn. Vì vậy, cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Vì vậy, với những người lao động của bang này, khi các bạn nghe Kamala Harris tấn công các chính sách thuế quan của tôi hôm nay, các bạn sẽ không còn gì ở bang này nếu tôi không làm những gì tôi đã làm. Tòa nhà này sẽ bị đóng cửa, trống rỗng, không có việc làm. Và bây giờ nó đang phát triển mạnh. Chúng ta sẽ làm điều tương tự trên quy mô rất lớn cho đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ biến đất nước của mình thành một điều mà không ai nghĩ là có thể. Hãy nhớ rằng, Kamala không chỉ đang tấn công tôi, bà ta đang tấn công công việc nội thất của các bạn. Bà ta đang tấn công cộng đồng của các bạn. Bà ta đang tấn công các nhà máy của các bạn. Và bà ta đang cố gắng gửi tất cả những công việc đó sang Trung Quốc như mọi thứ khác. Và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Đừng để điều đó xảy ra. Joe đã nhận rất nhiều tiền từ Trung Quốc. Bạn biết đấy, Trung Quốc đã trả cho ông ấy rất nhiều tiền. Ukraine cũng thế, Nga cũng thế. Nhớ khi tôi nói trong cuộc tranh luận khi Chris Wallace là người dẫn chương trình. Chris Wallace dạo này thế nào nhỉ? Không tốt lắm, phải không? Ông ấy không làm tốt lắm. Tôi đã nói tại sao vợ của thị trưởng Nga lại trả cho ông 3,5 triệu đô la tiền mặt, tại sao? Và Chris Wallace đã ngăn tôi lại. Ông ấy nói, ông không nên hỏi câu đó. Tôi nói, tại sao không? Đó là một câu hỏi hợp lý. Nhưng ông ấy không cho phép câu hỏi đó được hỏi. Bạn biết đấy, tôi đã phải đấu với 3 người một lúc hôm đó, rồi 2 người một lúc. Tôi luôn phải đấu với những tình huống không cân bằng. Nhưng chúng tôi xử lý rất tốt. Chúng tôi đã nhận được những đánh giá tốt từ cuộc tranh luận đó. Chúng tôi đã có một người phụ nữ tranh luận. Bà ấy chỉ nói về những điều mơ hồ như chim và ong, không thực sự trả lời khi bạn đặt câu hỏi. Chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Khi bạn nhìn thấy bà ấy hôm nọ, và nhân tiện, khi bà ấy phỏng vấn với một người ở Pennsylvania, người mà tôi biết rất rõ, những câu hỏi rất nhẹ nhàng, bà ấy hoàn toàn không thể trả lời nổi. Và chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Chúng ta cần 4 năm mạnh mẽ.
chúng ta phải mang đất nước này trở lại. Theo kế hoạch của tôi, người lao động Mỹ sẽ không còn lo lắng về việc mất công việc vào tay các quốc gia khác nữa. Thay vào đó, các quốc gia khác sẽ phải lo lắng về việc mất công việc vào tay nước Mỹ. Bạn chưa bao giờ nghe thấy điều đó trước đây, đúng không? Và tôi không nghĩ bạn đã từng nghe thấy điều đó trước đây. Chúng ta sẽ lấy lại việc làm của họ, chúng ta sẽ lấy lại các nhà máy của họ, và chúng ta sẽ mang lại hàng ngàn tỷ đô la tài sản trở lại Hoa Kỳ và trở lại Bắc Carolina. Rất nhiều trong số những công việc đó, đặc biệt là các công việc sản xuất đồ nội thất, sẽ quay trở lại. Nó không quá phức tạp, và chúng tôi sẽ giải thích nó. Đó là điều mà nhiều quốc gia đã làm với chúng ta trong nhiều năm, và chúng ta không làm vì chúng ta không có những nhà lãnh đạo đủ năng lực để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là thỏa thuận mà tôi sẽ đưa ra cho mọi công ty lớn và nhà sản xuất trong đất nước này. Tôi sẽ cho bạn mức thuế thấp nhất, chi phí năng lượng thấp nhất. Tôi sẽ cắt giảm một nửa chi phí năng lượng, gánh nặng quy định thấp nhất và quyền truy cập miễn phí vào thị trường lớn nhất và tốt nhất trên hành tinh này. Nhưng chỉ khi bạn sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ và thuê công nhân Mỹ cho công việc. Bạn biết đấy, hôm qua tôi đã có những thiên tài từ phố Wall gọi cho tôi. Tôi đã nói điều này hôm qua khi tôi ở Georgia, nơi chúng ta đang dẫn đầu, nhân tiện nói đến. Và họ gọi cho tôi sau bài phát biểu và nói, ai đã cho ông ý tưởng cắt giảm thuế nhưng chỉ khi sản phẩm được sản xuất tại Mỹ? Ý tưởng khá hay đấy. Họ hỏi ai đã nghĩ ra ý tưởng đó. Tôi nói, chính tôi. Nếu bạn không sản xuất sản phẩm ở đây, thì bạn sẽ phải trả thuế khi bạn gửi sản phẩm vào Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ thu về hàng trăm tỷ đô la vào ngân quỹ và sử dụng số tiền đó để mang lại lợi ích cho công dân Mỹ. Nhưng thực sự điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ xây dựng nhà máy của họ ở đây để không phải trả thuế. Đó là điều thực sự sẽ xảy ra với hầu hết các trường hợp. Nhưng khi họ không làm thế, chúng ta sẽ thu được rất nhiều tiền. Thỉnh thoảng trong kinh doanh, bạn nhìn vào một công ty và nói, làm thế nào mà tôi có thể mua công ty này? Công ty này tuyệt vời. Điều đó xảy ra. Nó đã xảy ra nhiều lần. Tôi đã thực hiện rất nhiều thương vụ như vậy. Nhưng phía bên kia lại không hiểu tại sao bạn lại vui mừng đến thế. Và đó là cách tôi nhìn nhận tiềm năng to lớn của Hoa Kỳ. Đây là một cỗ máy tạo ra lợi nhuận khổng lồ, nhưng đã bị điều hành tồi tệ bởi những chính trị gia tham nhũng hoặc rất ngu ngốc. Và nó đã bị phá hoại hoàn toàn. Nhưng giống như một công ty mà bạn nhìn thấy, bạn mua nó, thay đổi nó và biến nó thành một thành công lớn. Và nhiều khi người bán của những công ty đó sẽ quay lại và nói với tôi và những người khác, tại sao tôi không nhìn thấy điều đó? Điều đó đã xảy ra với tôi rất nhiều lần. Bạn mua nó và nó trở thành một thành công lớn. Người bán sẽ gọi lại và nói, chúc mừng. Tôi chưa bao giờ thấy điều mà ông đã thấy. Bạn biết đấy, họ thường nói về cái kẹp giấy. Cái kẹp giấy là một thứ rất đơn giản. Nhiều người nói, tại sao tôi không nghĩ ra nó? Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia thành công nhất trên thế giới. Và đó là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ làm những điều mà không ai tin tưởng, và nó rất đơn giản. Điều đó sẽ xảy ra nhanh chóng. Chúng ta sẽ làm những điều tuyệt vời cho công dân của đất nước này. Chúng ta sẽ tạo ra một tài sản khổng lồ cho người dân Mỹ. Tôi nghĩ rằng nói như vậy là hợp lý, vì đã đến lúc rồi. Chúng ta đã cho đi quá nhiều, để đất nước của chúng ta bị các quốc gia nước ngoài cướp bóc trong quá lâu. Họ đã lừa gạt chúng ta quá lâu, và bây giờ mọi thứ sẽ hoàn toàn ngược lại, và chúng ta sẽ không lừa gạt họ. Chúng ta chỉ đơn giản lấy lại những gì thuộc về chúng ta, và thậm chí còn hơn thế nữa. Trọng tâm trong kế hoạch phục hưng ngành sản xuất của tôi sẽ là mức thuế 15% cho các sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Nếu sản phẩm của bạn được sản xuất tại Mỹ, thuế suất của bạn sẽ giảm xuống còn 15%, giống như sản phẩm này được sản xuất tại Mỹ. Tôi đã giảm thuế doanh nghiệp từ 39% xuống còn 21%. Mức giảm lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta.
Mọi người nói rằng điều đó không thể làm được, nhưng tôi đã làm được. Tôi đã thực sự đưa nó qua Quốc hội. Vì vậy nó không thể dễ dàng thay đổi, dù họ muốn nâng nó lên trở lại và mất hết việc làm của các bạn. Nếu bà ta nắm quyền, họ sẽ muốn nâng nó lên 38%, 40%, có thể thậm chí là 50%. Tôi đã làm được. Tôi đã đưa nó qua Quốc hội, và chúng ta đã tạo ra nhiều việc làm hơn trong thời kỳ đó so với bất kỳ thời kỳ nào khác trong lịch sử của đất nước. Bây giờ tôi đang tiến thêm một bước nữa. Chúng ta sẽ giảm mức thuế 21%. Và mọi người nói là chúng ta không bao giờ có thể hạ xuống còn 15%. Nhưng khi bạn sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ, giống như khi bạn là thủ phủ của ngành sản xuất đồ nội thất trên thế giới. Đó là lý do tại sao những công ty sản xuất đồ nội thất và các thợ thủ công của các bạn vẫn còn ở đây. Nhưng tiếc thay họ đang làm những công việc khác mà họ không muốn làm. Họ yêu thích làm đồ nội thất. Tôi biết những người làm nội thất, họ không muốn làm những công việc khác, họ muốn làm nội thất. Họ là những nghệ nhân. Những người đó sẽ quay lại với ngành sản xuất nội thất. Sau đó tôi sẽ áp đặt thuế quan lên các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của các bạn. Tất cả những quốc gia nước ngoài đã lừa gạt chúng ta, lấy cắp các doanh nghiệp và việc làm của các bạn từ nhiều năm trước và chuyển các doanh nghiệp của các bạn ra ngoài. Giờ đây, họ sẽ không thể cạnh tranh với Bắc Carolina hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác ở đất nước vĩ đại của chúng ta. Một đất nước sắp trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Tất cả những nhà sản xuất nội thất của các bạn sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn và tốt hơn bao giờ hết. Hầu hết họ đã rời đi, nhưng họ sẽ quay trở lại. Đây là lý do tại sao nhiều người ở các quốc gia khác muốn giết tôi. Họ không hài lòng với tôi. Đó là một công việc mạo hiểm. Đây là lý do tại sao họ muốn giết tôi. Họ chỉ muốn giết những tổng thống có tầm ảnh hưởng. Hãy nhớ điều đó. Nhưng đây là lý do. Nếu bạn là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng, bạn sẽ không hài lòng với những gì tôi đang nói. Khi họ nói rằng họ thích Barack Hussein Obama, tất nhiên họ thích ông ấy, vì ông ấy không làm gì để giúp chúng ta. Khi họ nói rằng họ thích Biden, người không biết rằng mình đang sống, tất nhiên họ thích ông ấy, vì ông ấy không làm gì để đưa các doanh nghiệp của các bạn quay trở lại. Ông ấy để thế giới cướp bóc đất nước của chúng ta. Ông ấy để họ cướp và lấy đi đất nước của chúng ta. Và quan trọng nhất, ông ấy để họ lấy đi việc làm của chúng ta. Các nhà sản xuất có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng sẽ có thể khấu trừ 100% chi phí cho máy móc hạng nặng và các thiết bị khác trong năm tài chính. Vì vậy, bạn sẽ có điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Bạn sẽ được bảo vệ khỏi sự cạnh tranh từ bên ngoài, vì chúng ta sẽ áp đặt thuế từ 50% đến 200%. Các công ty của các bạn sẽ được bảo vệ, và họ sẽ trả một mức thuế thấp, một mức thuế thật sự thấp nếu họ sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ. Điều mà chúng ta muốn làm, vì chúng ta đang tạo ra việc làm như không có quốc gia nào khác có thể tạo ra được. Ngược lại, hãy lắng nghe thỏa thuận mà Kamala Harris đưa ra cho các công ty để giữ việc làm ở Mỹ. Đầu tiên, bà ta được gọi là nữ hoàng thuế, vì bà ta luôn muốn tăng thuế. Yêu cầu tăng thuế 33% đối với tất cả các hoạt động sản xuất trong nước. Điều đó có nghĩa là các công ty đó sẽ rời đi. Đó là tất cả ý nghĩa của nó, bạn biết đấy. Các công ty đó rất thông minh, và họ có trách nhiệm với các cổ đông của họ, với gia đình của họ, hoặc bất kỳ ai sở hữu công ty. Và họ sẽ rời đi, họ phải rời đi. Vì vậy, bà ta muốn tăng thuế của họ, và họ đã chuẩn bị rời đi. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ ra đi. Các bạn có đồng ý không, Bắc Carolina? Những quý bà của Bắc Carolina có đồng ý không? Điều này không khó, phải không? Các bạn đã từng có những câu hỏi khó hơn, và điều này thì không. Bà ta muốn tăng thuế cho các doanh nghiệp, vì vậy bây giờ họ có thể rời đi. Tiếp theo, bà ta muốn áp thuế lợi tức lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Sau đó, bà ta hứa hẹn một loại thuế tịch thu tài sản mới, hoặc thuế trên tài sản chưa hiện thực hóa. Thuế lợi tức vốn, tức là thuế đánh trên tài sản chưa hiện thực hóa. Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là rất nhiều người giàu, nhưng họ không có tiền mặt vì họ đang đầu tư vào doanh nghiệp và những thứ khác. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải bán doanh nghiệp của mình để có tiền mặt, vì bà ấy đang đánh thuế vào bạn, và bạn chưa làm gì cả.
Người duy nhất sẽ kiếm được nhiều tiền là những người thẩm định viên, kế toán và luật sư. Điều đó sẽ đẩy đất nước của chúng ta vào một cuộc suy thoái như năm 1929. Thêm vào đó, Kamala đang đóng cửa các nhà máy điện trên toàn quốc, khiến giá điện tăng hơn 100%. Bạn biết đấy, chi phí năng lượng của bạn hiện tại đã là quá cao, và bà ấy sẽ tăng chúng ít nhất 100%. Bà ấy sẽ đóng cửa tất cả hoạt động khai thác dầu đá phiến và phát triển nhiên liệu hóa thạch. Bà ấy đã nói điều đó trong nhiều năm. Bà ấy đã có 15 chính sách khác nhau mà bà ấy thay đổi. Trong nhiều năm, tôi đã tham gia vào chính trị, nhưng chủ yếu ở phía bên kia, như việc viết xét cho các chiến dịch chính trị, các khoản đóng góp rất hợp pháp. Nhưng tôi đã từng thấy một chính trị gia có thể thay đổi một chính sách, có lẽ hai, nhưng bà ấy đã thay đổi 15 lần. Bà ấy muốn tịch thu súng của các bạn. Bà ấy muốn làm điều này, làm điều kia. Bà ấy muốn hoàn toàn không có khai thác dầu đá phiến. Bà ấy đã nói điều đó khắp nơi. Bạn cần phải xem lại các phát biểu của bà ấy năm 2018 và 2019. Sẽ không có khai thác dầu đá phiến. Và bây giờ bà ấy nói rằng khai thác dầu đá phiến sẽ ổn. Bà ấy đã đứng đầu phong trào cắt giảm ngân sách cho cảnh sát. Bạn biết đấy, bà ấy là một người cực tả. Cha bà ấy là một giáo sư theo chủ nghĩa Marx. Ông ấy dạy những gì con gái mình đang cố gắng dạy cho các bạn bây giờ. Chúng ta không muốn những người theo chủ nghĩa Marx điều hành đất nước này, vì đó là một con đường ngắn đến với... Chúng ta sẽ không trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Tôi luôn nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Và tôi đã đúng. Bởi vì họ đã bỏ qua xã hội chủ nghĩa và đi thẳng tới chủ nghĩa cộng sản. Tôi đã đúng, và tôi sẽ giữ đúng lời mình. Chúng ta đã bỏ qua xã hội chủ nghĩa. Điều này thật không thể tin nổi. Người phụ nữ này đang tranh cử. Bà ấy là một người cộng sản. Quan điểm của bà ấy là quan điểm của một người cộng sản. Bà ấy đã phá hủy San Francisco. Thành phố vĩ đại nhất trong nước này 15-20 năm trước là San Francisco. Bà ấy đã phá hủy San Francisco khi làm trưởng công tố. Và bà ấy đã phá hủy California khi làm tổng trưởng lý. Bà ấy từng là tổng trưởng lý của California. Và bà ấy đã phá hủy nó, nơi đẹp nhất trên trái đất, với khí hậu tuyệt vời, đại dương đẹp, có mọi thứ. Và bây giờ, hãy nhìn xem nó đã trở thành gì. Nhìn vào những gì Gavin Newsom đã làm. Ông ấy đã làm một công việc tồi tệ. Ông ấy là một thống đốc tồi tệ. Bà ấy đã phá hủy nó. Và bà ấy sẽ phá hủy Hoa Kỳ nếu bà ấy trở thành tổng thống. Và tất cả những điều mà bà ấy muốn, bạn biết đấy. Một chính trị gia luôn quay trở lại với những gì họ đã làm trước đây. Cắt giảm ngân sách cảnh sát, nghĩ về điều đó. Bà ấy đã đứng đầu phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát trong nhiều năm. Bà ấy là một trong những người sáng lập phong trào đó. Bất kỳ ai muốn cắt giảm ngân sách cảnh sát, dù chỉ một ngày, không có quyền trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch của tôi, chúng ta sẽ giảm một nửa giá năng lượng và điện, không chỉ cho các doanh nghiệp, mà còn cho những quý cô tuyệt vời từ Bắc Carolina. Giá cả hiện tại của các bạn, tôi nghĩ rằng các bạn khá giàu có, vì vậy tôi không nghĩ rằng điều đó quan trọng với các bạn, nhưng nó sẽ quan trọng với nhiều người khác. Giảm giá năng lượng có ý nghĩa gì với các bạn không quý cô? Vẫn tốt chứ? Đó là tiền bạc. Nhưng chúng ta sẽ giảm một nửa, không chỉ cho doanh nghiệp của các bạn, mà còn cho tất cả mọi người. Trong 12 tháng, chúng ta sẽ tăng gấp đôi công suất điện để cạnh tranh với Trung Quốc và các quốc gia khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bạn biết đấy, mọi người không biết rằng trí tuệ nhân tạo là một điều lớn. Mọi người đều muốn nó. Trung Quốc đã xây dựng các nhà máy điện khổng lồ để có thể cạnh tranh. Bạn cần nhiều hơn gấp đôi lượng điện mà bạn hiện có trong nước, hoặc bạn không thể cạnh tranh. Trí tuệ nhân tạo là một con quái vật tiêu thụ điện. Và chúng ta sẽ làm điều đó. Và chúng ta sẽ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh. Chúng ta sẽ làm được. Nhưng không phải nếu có ai khác làm tổng thống. Điều đó sẽ là thảm họa. Để giảm gánh nặng cho người lao động và doanh nghiệp, chúng ta sẽ cắt giảm 10 quy định cũ cho mỗi một quy định mới. Tôi đã cắt giảm nhiều quy định hơn trong nhiệm kỳ 4 năm của mình so với bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử, trong bất kỳ nhiệm kỳ nào. Và chúng ta sẽ tiếp tục điều đó. Một số quy định đã bị Biden và Harris khôi phục lại.
và đối với những người lao động ngành ô tô của đất nước chúng ta. Chúng ta yêu các bạn. Chúng ta đang nhắm mục tiêu vào các bạn để mang lại sự vĩ đại. Trung Quốc hiện đang xây dựng các nhà máy ô tô lớn ở Mexico. Họ không dám làm điều đó khi tôi còn ở đó. Họ biết rằng điều đó sẽ không hiệu quả khi tôi còn ở đó. Ngay khi tôi rời đi, họ bắt đầu xây dựng và họ nghĩ rằng họ sẽ bán. Họ định đưa ô tô vào Hoa Kỳ và phá hủy Michigan, Nam Carolina, Bắc Carolina, Georgia và nhiều nơi khác sản xuất ô tô hoặc phụ tùng ô tô. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng ta sẽ áp thuế 100% lên mỗi chiếc ô tô mà họ muốn đưa qua biên giới của chúng ta. Và chỉ có một trường hợp để họ được loại bỏ thuế quan. Nếu họ xây dựng nhà máy của họ không phải ở Mexico, mà là ở Hoa Kỳ. Và sử dụng người lao động của chúng ta. Tôi sẽ mang ngành sản xuất ô tô trở lại mức cao nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại như 50 năm trước, khi không ai có thể cạnh tranh với chúng ta. Chúng ta sẽ mang ngành sản xuất ô tô trở lại một cấp độ mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều năm, có lẽ chưa bao giờ thấy. Bỏ phiếu cho Trump và các bạn sẽ thấy một làn sóng di cư ồ ạt của ngành sản xuất từ Trung Quốc đến Pennsylvania, từ Đức đến Georgia, từ Hàn Quốc đến Bắc Carolina. Các bạn sẽ thấy một làn sóng di cư khổng lồ theo hướng ngược lại. Các bạn chưa từng thấy điều đó trước đây. Chúng ta đã chuẩn bị để thực hiện điều đó. Nhưng rồi điều tồi tệ đã xảy ra. Chúng ta đã làm tốt hơn nhiều. Nhân tiện, trong cuộc bầu cử năm 2020 so với năm 2016, hãy nhớ điều đó. Hàng triệu phiếu bầu nhiều hơn. Nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử đất nước chúng ta. Nhưng họ đánh bại chúng ta với một chút may mắn. Họ đánh bại chúng ta chỉ với một chút may mắn nhỏ. Ông ấy đã đánh bại chúng ta từ tầng hầm. Khi chúng ta cứu nền kinh tế, chúng ta cũng sẽ đóng cửa biên giới và ngăn chặn cuộc xâm lược của người di cư vào đất nước của chúng ta. Cuộc xâm lược lớn nhất mà chúng ta từng có vào đất nước này. Những gì họ đã làm với đất nước của chúng ta là không thể tin được. Và những gì họ đang làm dưới sự quản lý biên giới của Harris là hàng triệu người đang đổ vào ngay lúc này từ khắp nơi trên thế giới. Tù nhân, kẻ bị giam cầm, những kẻ điên loạn, khủng bố, tất cả đều ở mức kỷ lục. Chúng ta chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Bạn biết đấy, tôi cảm thấy rất tiếc cho các thị trấn và thành phố mà họ đang phá hủy. Và các thị trưởng luôn muốn tỏ ra chính trị đúng đắn. Một thị trưởng cụ thể, tôi không muốn làm bẻ mặt ông ta, nhưng một thị trưởng cụ thể đã nói rằng chúng tôi đang tìm kiếm người phiên dịch vì những người này không nói được tiếng Anh. Họ đang tìm kiếm người phiên dịch. Họ không nên tìm kiếm phiên dịch viên. Họ nên tìm cách đưa những người này ra khỏi đất nước của chúng ta và đưa họ trở về nơi họ đến. Bởi vì thị trấn và thành phố của bạn đang bị phá hủy, 21 triệu người nhập cư bất hợp pháp mà bà ấy đã cho vào đang gây ra sự hỗn loạn trên khắp đất nước. Aurora, Colorado và Springfield, Ohio chỉ là hai ví dụ về những gì họ đang trải qua ở những nơi đó. Điều đó thật không thể tin nổi. Họ đang thực sự chiếm lấy các thị trấn đó. Họ đang chiếm lấy hàng trăm. Đó là hai trong số hàng trăm thị trấn và thành phố trên khắp đất nước của chúng ta, bao gồm cả những thành phố lớn. Hãy nhìn vào New York. Hãy nhìn xem chất lượng cuộc sống đã bị ảnh hưởng như thế nào. Chất lượng cuộc sống là một vấn đề hoàn toàn khác. Chicago. Hãy xem điều gì đang xảy ra ở Chicago. Los Angeles. Hãy xem điều gì đang xảy ra ở Los Angeles. Họ đang chiếm lấy các thành phố của bạn, các thành phố lớn của bạn, các thị trấn nhỏ của bạn. Điều này không thể duy trì được. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, Kamala Harris cuối cùng đã quyết định, vì lý do chính trị, rằng đã đến lúc bà ta phải đến thăm biên giới phía Nam. Hãy nghĩ về điều đó. Bà ấy đã là người chịu trách nhiệm về biên giới trong gần 4 năm, chưa bao giờ đến đó. Bà ấy đã đến một khu vực nhỏ, nhưng đó không phải là biên giới thực sự. Tôi cũng muốn đến đó cùng với đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta và ăn một bữa trưa ngon lành. Đó không phải là một biên giới mà bà ấy nên quan tâm. Tôi có thể nói với bạn điều đó. Biên giới thực sự, vì tôi đã đến đó nhiều lần. Cuối cùng bà ấy đã đến sau gần 4 năm. Và lý do là vì các cuộc thăm dò của bà ấy đang tuột dốc. Bà ấy không làm tốt vì tôi không tin rằng người dân của đất nước này là ngu ngốc. Tôi nghĩ rằng họ rất thông minh và họ sẽ không để bà ấy phá hủy đất nước này như bà ấy đã phá hủy San Francisco hay Los Angeles. Bà ấy đã phá hủy cả bang California. Bà ấy đang cố gắng lừa dối công chúng. Nhưng hãy nhớ rằng chính bà ấy là người đã hủy bỏ chính sách ở lại Mexico.
Tôi đã có một chính sách không dễ gì để có được với Tổng thống Mexico, người mà tôi có mối quan hệ rất tốt. Nhưng ông ấy là một người rất thông minh và ông ấy đã lợi dụng đất nước của chúng ta. Tôi đã nói rằng chúng ta phải có chính sách ở lại Mexico. Ông ấy nhìn tôi như thể tôi điên. Tôi nói, không không, tôi không điên. Tôi muốn mọi người phải ở lại Mexico cho đến khi chúng ta biết liệu họ có đủ điều kiện để vào Mỹ không. Và họ đã ở lại Tijuana. Họ đã ở lại khắp nơi trên Mexico. Hàng trăm ngàn người. Và chúng ta đã tiếp nhận họ một cách rất, rất chậm rãi. Tôi không biết liệu họ có thể hiển thị bản biểu yêu thích của tôi không. Tôi không biết. Chúng ta đang ở trong một nhà máy. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có bản biểu. Nhưng dù sao, đó cũng là biểu đồ vĩ đại nhất. Tôi yêu biểu đồ đó. Bởi vì biểu đồ đó đã cứu sống tôi. Đó là một biểu đồ về nhập cư. Đó là một biểu đồ về nhập cư với các màu xanh, vàng và đỏ. Tôi rất yêu thích biểu đồ đó. Nếu không có biểu đồ đó, có lẽ tôi đã không đứng đây nói chuyện với các bạn ngay lúc này. Nhưng nó cho thấy rằng chúng ta đã có những con số nhập cư tốt nhất và thấp nhất, bao gồm cả về ma túy và buôn người, mà chúng ta từng có trong lịch sử của đất nước này. Vậy mà họ đã hủy bỏ danh sách ở lại Mexico, hủy bỏ các thỏa thuận tị nạn với các quốc gia Trung Mỹ và kết thúc chương 42, một chương trình rất quan trọng. Họ đã thực hiện chính sách bắt và thả trên toàn quốc. Tôi có chính sách bắt và thả, nhưng là bắt và thả ở Mexico, còn họ thì bắt và thả vào Hoa Kỳ và không bao giờ gặp lại những người này nữa cho đến khi họ giết ai đó. Rồi chúng ta mới gặp lại họ. Và chúng ta đã cho phép họ, qua sự ngu ngốc hoàn toàn, phá hủy cấu trúc rất cơ bản của quốc gia chúng ta. Hàng triệu người đã được cho vào, hoàn toàn không được kiểm tra, từ những nơi không rõ nguồn gốc. Tôi đã nói chuyện với Tom Homan gần đây. Ông ấy nói với tôi rằng lần kiểm tra cuối cùng cho thấy họ đến từ 168 quốc gia khác nhau. Hầu hết mọi người thậm chí không biết rằng có nhiều quốc gia như vậy. Thực tế còn nhiều hơn con số đó. 168 quốc gia đã có người nhập cư bất hợp pháp vào đây. Từ Congo và châu Phi. Họ đến từ Congo rất nhiều, từ các nhà tù ở Congo. Họ mở cửa các nhà tù của họ, từ Nam Mỹ, Venezuela và các quốc gia khác. Họ thả chúng ra khỏi nhà tù và nhà giam của họ. Dân số trong nhà tù của họ giảm mạnh, và các cơ sở tâm thần của họ cũng giảm bớt. Nhưng điều này xảy ra trên khắp thế giới. Họ đến từ Trung Đông, từ châu Á, từ một số nơi ở châu Âu. Họ vào đất nước của chúng ta, và nhiều người trong số họ là những tên tội phạm lớn, những kẻ giết người. Khi Kamala nói về biên giới, uy tín của bà ta thậm chí còn dưới mức không. Tôi hy vọng là bạn sẽ nhớ điều đó vào thứ Sáu khi bà ta nói về biên giới. Hãy hỏi bà ta chỉ một câu đơn giản. Tại sao bà lại không làm điều đó 4 năm trước? Tại sao bà không làm điều đó 4 năm trước? Họ chỉ còn rất ít thời gian. Cảm ơn Chúa. Rất ít thời gian còn lại. Tại sao? Đó là tất cả những gì bạn cần hỏi. Tôi đưa điều này cho các phương tiện truyền thông giả mạo, bởi vì họ không đưa tin đúng cách. Họ thậm chí không nói về biên giới. Hãy hỏi rằng, tại sao bà không làm điều đó 4 năm trước khi bà mới nhậm chức? Tại sao bà chờ đến 3 năm rưỡi, gần 4 năm? Cuộc xâm lược của người di cư do Kamala dẫn dắt đã đặc biệt tàn phá cộng đồng người da đen và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha, bao gồm tất cả những người đã mất việc làm, những gì họ đã làm với các công việc đang được trao cho những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước của chúng ta, bất hợp pháp. Cộng đồng người da đen của chúng ta trên khắp đất nước, cộng đồng người gốc Tây Ban Nha của chúng ta đang mất việc. Họ là công dân của Mỹ, và họ đang mất việc. Hầu hết những công việc được tạo ra trong đất nước của chúng ta, và gần như tất cả, đều là sự phục hồi. Họ quay trở lại nhờ tôi. Mỗi đại dịch đều có một sự phục hồi mạnh mẽ sau khi kết thúc, và chúng ta đã có một sự phục hồi rất nhanh chóng. Chúng ta đã làm rất tốt trong đại dịch, nhưng tôi chưa bao giờ được công nhận về điều đó. Tôi được công nhận về quân đội. Chúng ta đã tái xây dựng đó. Chúng ta đã đánh bại ISIS rất nhanh chóng. Họ nói rằng sẽ mất 5 năm để đánh bại ISIS, nhưng ISIS đã bị đánh bại trong 4 tuần. Quân đội của chúng ta thật tuyệt vời, ngoại trừ một số người đứng đầu. Tôi biết tất cả bọn họ. Ngoài những người đó, quân đội của chúng ta không bị thức tỉnh. Bạn có thể đưa một số người này vào một căn phòng và hét vào mặt họ trong 2 năm, và họ sẽ bước ra khỏi căn phòng đó mà không bị thức tỉnh. Chúng ta có một quân đội tuyệt vời, và họ đã chứng minh điều đó với chiến thắng trước ISIS.
Tháng trước, người lao động sinh ra ở Mỹ đã mất 1,3 triệu việc làm, đó là tháng trước. Trong số 1,3 triệu việc làm, người di cư, những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước của chúng ta, đã nhận được 635.000 việc làm. Họ có được nhiều việc làm hơn bất kỳ ai khác. Cộng đồng người da đen và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đang bị tàn phá bởi Biden và Kamala Harris, bởi những người nhập cư bất hợp pháp đang tràn vào đất nước chúng ta. Và các công đoàn sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hãy xem, các công đoàn sẽ bị tàn phá bởi điều này. Tôi đã đúng về mọi thứ, bạn biết đấy. Họ có một chiếc mũ ghi rằng Trump đã đúng về mọi thứ. Thật sự tôi đã đúng về mọi thứ, đúng không? Và đảng Cộng Hòa, đảng đã trở thành đảng của lý lẽ thông thường. Chúng tôi tin rằng việc làm của người Mỹ nên thuộc về công dân Mỹ, không phải là những người nhập cư bất hợp pháp. Chúng tôi tin vào điều đó một cách mạnh mẽ. Và đó là một lý do nữa tại sao chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, bắt đầu với tội phạm, những kẻ giết người, những kẻ buôn ma túy, những người từ nhà tù. Chúng ta sẽ đưa họ ra khỏi đất nước của chúng ta, và chúng ta sẽ làm điều đó nhanh chóng. Những kẻ khủng bố, chúng ta đang có số lượng kỷ lục những kẻ khủng bố. Năm 2019, lực lượng biên phòng báo cáo rằng không có một kẻ khủng bố nào vào đất nước dưới thời chính quyền Trump. Tôi thậm chí không tin rằng điều đó có thể chính xác, nhưng đó là những gì họ nói. Không có một kẻ nào trong nhiều năm. Họ nói rằng có 11 kẻ đã vào. Để tôi nói cho các bạn biết, bây giờ chúng ta có nhiều kẻ khủng bố vào đất nước hơn bất kỳ điều gì chúng ta từng tưởng tượng có thể xảy ra. Và đây là những kẻ khủng bố nguy hiểm thật sự. Chỉ có những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng ta sẽ chấm dứt lạm phát và làm cho nước Mỹ trở nên dễ tiếp cận hơn một lần nữa. Chúng ta sẽ không đánh thuế trên tiền tip, không đánh thuế trên tiền làm thêm giờ, và không đánh thuế trên an sinh xã hội cho những người cao niên tuyệt vời của chúng ta, những người đã bị lạm phát tàn phá. Người cao niên của chúng ta đã bị lạm phát tàn phá. Chúng ta sẽ không đánh thuế trên an sinh xã hội cho họ. Nếu bất kỳ người cao niên nào không bỏ phiếu cho Trump, chúng ta sẽ phải gửi họ tới gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra thần kinh của họ. Và trong khi những người lao động Mỹ bắt đầu phục hồi, chúng ta sẽ tạm thời đặt giới hạn lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Hiện tại, mọi người đang phải trả 22%, 25%. Điều đó không công bằng. Chúng ta sẽ tạm thời giới hạn ở mức 10%. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Đó là một vấn đề rất lớn, rất tồi tệ. Đây là một cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra. Ngày 7 tháng 10 ở Israel sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng tôi sẽ kết thúc sự hỗn loạn ở Trung Đông nhanh chóng. Và tôi là người duy nhất có thể làm điều đó. Chúng ta chưa bao giờ gần với Thế chiến 3 như hiện tại. Chúng ta đang rất gần. Tôi sẽ đảm bảo rằng Thế chiến 3 sẽ không xảy ra. Tôi là người duy nhất có thể nói rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng các bạn đang rất gần với điều đó, và đó sẽ là một cuộc chiến chưa từng có. Tôi luôn nói rằng đó sẽ không phải là hai chiếc xe tăng đối đầu nhau. Nhân tiện, họ muốn chuyển xe tăng của chúng ta sang xe điện. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Họ muốn xe tăng chạy điện. Chúng sẽ không hoạt động tốt. Kích thước pin quá lớn, bạn sẽ phải kéo theo một chiếc xe tải để chứa pin. Bạn có tin điều này không? Họ muốn xe tăng chạy điện, họ không quan tâm. Họ muốn có một thế giới xanh và tốt cho môi trường. Ngay cả khi chúng ta phải chiến đấu qua các quốc gia, những người này thật điên rồ. Họ muốn xe tải chạy điện. Mặc dù xe tải chạy bằng dầu diesel có thể đi từ New York đến Los Angeles, mà vẫn còn dư nhiên liệu. Xe tải chạy điện nặng gấp 2,5 lần vì pin quá nặng, và pin chiếm một nửa khối lượng tải hàng. Xe tải đó phải dừng lại khoảng 6-7 lần khi đi qua miền Trung Tây. Bạn vừa thấy chính quyền Biden xây dựng các trạm sạc pin. Có 8 trạm sạc. Họ đã chi 9 tỷ đô la cho 8 trạm sạc. Điều đó không thể hoạt động. Tôi hoàn toàn ủng hộ xe điện, và tôi thích Elon Musk. Elon đã dành cho tôi một sự ủng hộ rất chân thành. Ông ấy cảm thấy rằng nếu tôi không được bầu làm tổng thống, đất nước này sẽ sụp đổ.
Và ông ấy tạo ra những chiếc xe tuyệt vời. Tesla là một chiếc xe tuyệt vời. Nhưng bạn biết đấy, nếu mọi người muốn có một chiếc Tesla, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Nhưng họ cũng muốn có xe chạy bằng xăng. Điều này là lợi thế cho đất nước của chúng ta, vì chúng ta có nhiều xăng dầu hơn bất kỳ nơi nào khác. Chúng ta có vàng lỏng ngay dưới chân. Nếu họ muốn xe điện, không ai hiểu rõ điều đó hơn Elon Musk. Ông ấy tạo ra sản phẩm tuyệt vời. Nhưng không phải ai cũng muốn điều đó. Họ muốn có sự lựa chọn. Những người này muốn bạn phải chuyển sang xe điện hoàn toàn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều đó sẽ không bao giờ hoạt động. Nó sẽ không bao giờ được chấp nhận. Và nó đang không được chấp nhận. Tôi sẽ chấm dứt yêu cầu đó ngay trong ngày đầu tiên. Hãy nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine. Tôi nghĩ đây là một điều mà chúng ta cần phải thảo luận nhanh chóng, bởi vì Tổng thống Ukraine đang có mặt ở đất nước của chúng ta. Và ông ấy đang đưa ra những lời nhận xét khó chịu về vị tổng thống yêu thích của bạn, tôi. Nhưng hãy nhìn vào cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine ngay bây giờ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống ngay từ đầu. Và thậm chí không cần phải có một thỏa thuận hòa bình. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nga sẽ không bao giờ tiến vào. Tôi đã nói chuyện với Putin rất nhiều về điều đó. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Putin. Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều. Bạn biết đấy. Tôi là người đã chấm dứt đường ống Nord Stream 2 ở châu Âu đến Đức. Ông ấy nói rằng đó là một điều tồi tệ. Đó là công việc lớn nhất mà chúng tôi đã thực hiện. Họ nói rằng tôi rất thân thiện với Nga. Không, tôi không thân thiện. Nhưng chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Điều đó là tốt, không phải xấu. Nhưng những gì đang xảy ra ở Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng. Giả sử chúng ta đã giải quyết vấn đề đó, và một thỏa thuận đã được ký kết với Nga 3 năm trước. Trước khi tất cả bắt đầu, chúng ta đã có thể đạt được thỏa thuận một cách dễ dàng. Nếu chúng ta có một tổng thống thông minh, chúng ta đã có thể đạt được thỏa thuận một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ thì sao? 3 năm chiến đấu khủng khiếp. Đất nước đã bị tàn phá hoàn toàn. Hàng triệu và hàng triệu người, bao gồm cả những người lính tuyệt vời này, họ đã chết. Những tòa nhà tráng lệ với tháp vàng đã bị phá hủy và nằm đổ nát trên mặt đất. Và bạn sẽ không bao giờ thấy lại loại thành phố như vậy nữa. Chúng sẽ không bao giờ có thể được tái tạo lại. Tất cả đều bị phá hủy, ngoại trừ Kiev. Bạn sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại các thành phố hoặc thị trấn như trước nữa. Điều đó là không thể. Chúng đã tồn tại hàng ngàn năm. Và hãy nghĩ về điều đó. Chỉ 3 năm trước, bạn có một nền văn minh đẹp đẽ. Hàng triệu người đang sống mà giờ đây không còn nữa. Những thị trấn và thành phố tuyệt đẹp đã từng tồn tại. Giờ đây không bao giờ có thể tái tạo lại, ngoại trừ Kiev, nơi thực ra đã bắt đầu bị tấn công ngay bây giờ. Họ muốn bảo vệ nơi đó, nhưng phần lớn đất nước đã bị phá hủy. Di sản đã mất, rất nhiều người đã chết. Nhiều người đã rời đi đến Ba Lan, Hungary và các nơi khác, và sẽ không bao giờ quay trở lại. Điều đó bao gồm cả nhiều binh sĩ Nga đã chết. Một thỏa thuận đã có thể được thực hiện, không có ai phải chết, và sẽ không có một tòa tháp nào bị đổ nát trên mặt đất. Một thỏa thuận đã có thể được thực hiện nếu chúng ta có một tổng thống đủ năng lực, thay vì một tổng thống đã đẩy mọi thứ đến mức tồi tệ. Biden và Kamala đã cho phép điều này xảy ra bằng cách cung cấp tiền và đạn dược cho Zelensky như chưa từng có trước đây. Mỗi lần ông ấy đến nước ta, ông ấy lại mang về 60 tỷ đô la. Có lẽ ông ấy là người bán hàng giỏi nhất trên trái đất. Nhưng bây giờ, Ukraine đang cạn kiệt binh sĩ. Họ đang sử dụng trẻ em và người già vì những binh sĩ của họ đã chết. Và những điều khác đang xảy ra với họ mà chúng ta thậm chí không muốn thảo luận. Rất nhiều người bị thương nặng. Còn giờ thì sao? Thỏa thuận nào chúng ta có thể thực hiện? Mọi thứ đều đã bị phá hủy. Người dân đã chết. Đất nước nằm trong đống đổ nát. Và những người này là ai? Những người đã để cho điều này xảy ra, họ là ai? Tôi đã nói, đừng để điều này xảy ra. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong 4 năm của tôi.
Tôi đã nói với Tổng thống Putin rằng ông không được làm điều đó. Ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Họ bắt đầu tập hợp sau khi tôi rời đi. Và tôi thực sự nghĩ rằng họ đang tập hợp để đàm phán. Đó là một cuộc đàm phán, nhưng qua nhiều tuyên bố sai lầm và ngu ngốc, ông ấy đã tiến vào. Và ông ấy không phải là một thiên thần. Tất cả đều là lỗi của Biden và Harris. Họ đã gây ra tình huống này bằng sự ngu ngốc trong những gì họ nói, bằng mọi bước đi của họ. Họ đã tạo ra tình huống này, và giờ thì họ bị mắc kẹt. Họ bị mắc kẹt. Tôi đã xem người đàn ông tội nghiệp này hôm qua tại Liên Hợp Quốc. Ông ấy không biết mình đang nói gì. Họ không biết phải làm gì. Họ bị mắc kẹt trong một tình huống thật buồn. Họ chỉ không biết phải làm gì. Ukraine đã mất rồi. Nó không còn là Ukraine nữa. Bạn không thể thay thế những thành phố và thị trấn đó. Và bạn không thể thay thế những người đã chết. Quá nhiều người đã chết. Bất kỳ thỏa thuận nào, ngay cả thỏa thuận tồi tệ nhất, cũng sẽ tốt hơn những gì chúng ta có hiện giờ. Nếu họ đã làm một thỏa thuận tồi tệ, nó vẫn sẽ tốt hơn nhiều. Họ có thể đã từ bỏ một chút, và tất cả mọi người sẽ còn sống. Tất cả tòa nhà sẽ còn đứng vững. Và các tòa tháp sẽ tồn tại thêm 2.000 năm nữa. Nhưng điều này sẽ còn tồi tệ hơn với những người như Kamala. Bà ấy thậm chí không biết mình đang làm gì. Nhiều người sẽ chết hơn. Nhiều thành phố sẽ sụp đổ hơn. Và những thành phố đã sụp đổ sẽ tiếp tục nhận thêm bom. Chúng sẽ phá hủy nhiều hơn so với hiện tại. Không còn gì đứng vững. Cây trồng đang chết dần. Thật sự không còn gì cho người dân Ukraine để quay trở lại. Và điều đó không cần phải xảy ra. Những tòa nhà đó đã sụp đổ. Những thành phố đó đã mất. Chúng đã mất. Và chúng ta tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la cho một người từ chối làm thỏa thuận, Zelensky. Không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể làm mà sẽ không tốt hơn tình hình hiện tại. Bạn có một đất nước đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể tái xây dựng được, sẽ mất hàng trăm năm để xây dựng lại nó, và không có đủ tiền trên thế giới để xây dựng lại. Nếu cả thế giới cùng chung sức, họ sẽ không hài lòng cho đến khi họ gửi con cái của người Mỹ sang Ukraine. Đó là điều họ đang cố gắng làm. Nhưng các bà mẹ và cha của Mỹ không muốn con cái họ chiến đấu ở Ukraine và Nga. Và chúng ta sẽ không để những binh sĩ của mình chết ở bên kia đại dương. Tôi sẽ khôi phục hòa bình, giống như tôi đã làm trong 4 năm. Tôi là tổng thống đầu tiên trong 81 năm mà không có chiến tranh. Hillary Clinton đã nói, nhìn ông ấy đi, nhìn ông ấy đi. Ông ấy sẽ ngay lập tức khởi động chiến tranh. Không phải vậy. Sau đó bà ấy nói, nhìn vào lời lẽ của ông ấy sẽ khởi động chiến tranh. Tôi nói, không, lời lẽ của tôi sẽ giữ chúng ta khỏi chiến tranh. Và đó là điều đã xảy ra. Tôi đã giữ các bạn khỏi chiến tranh. Lời lẽ của tôi đã ngăn chặn chiến tranh. Nếu là ai khác, họ sẽ nhận được 5 giải Nobel hòa bình. Tôi thậm chí không được đề cập tới. Và tôi cũng sẽ không nhận, bởi vì tôi là một loại người khác. Và truyền thông giả mạo đối xử với tôi khác biệt nhiều so với cách họ đối xử với những người khác. Obama đã nhận giải Nobel hòa bình mà ông ấy thậm chí không biết vì sao. Ông ấy nói, tại sao tôi lại nhận đó? Ông ấy không hề biết. Nó được trao ngay khi ông ấy bước vào văn phòng, gần như ngay lập tức. Ông ấy không làm gì cả. Những gì tôi đã làm thật đáng kinh ngạc. Hiệp định Abraham, một thành tựu tuyệt vời. Nhưng họ không làm gì với đó. Chúng tôi lẽ ra đã có mọi quốc gia ở Trung Đông tham gia vào Hiệp định Abraham. Nhưng Hiệp định Abraham đã mang lại hòa bình. Chúng tôi lẽ ra đã có hòa bình hoàn toàn ở Trung Đông. Nhưng tôi không quan tâm tới giải Nobel. Rất nhiều người đã nói với tôi rằng ông nên nhận giải Nobel. Tôi nói, đừng lo về điều đó. Họ sẽ không trao giải Nobel cho những người nhất định. Nhưng đây là những người làm việc hiệu quả. Đây là những người hiểu sức mạnh và họ hiểu hòa bình. Bởi vì chúng tôi sẽ khôi phục hòa bình thông qua sức mạnh. Chúng tôi sẽ tái xây dựng các thành phố của chúng ta, bao gồm cả Washington DC, làm cho chúng an toàn, sạch sẽ và đẹp đẽ trở lại. Chúng tôi sẽ giữ đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới.
Đây là cách chúng ta sẽ chấm dứt kỷ nguyên của lạm phát, sự hỗn loạn và khốn khổ dưới thời Kamala và Joe gian dối, đồng thời mở ra sự an toàn, thịnh vượng và hòa bình cho người dân Mỹ ở mọi sắc tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng. Chúng ta sẽ làm những điều cho người dân của chúng ta mà chưa được thực hiện trong một thời gian rất dài. Và chúng ta đã bắt đầu cách đây 4 năm. Chúng ta đã làm những điều mà không ai từng tin tưởng. Chúng ta có nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước cách đây 4 năm, 7 năm, 6 năm và 5 năm. Cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại thuế thấp, quy định ít, chi phí năng lượng thấp, lãi suất thấp và lạm phát thấp, để mọi người đều có thể mua được thực phẩm, xe hơi và nhà ở. Chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược và chấm dứt tội phạm của người di cư, ủng hộ lực lượng cảnh sát tuyệt vời của chúng ta, củng cố quân đội của chúng ta, xây dựng lá chắn tên lửa bảo vệ đất nước chúng ta, loại bỏ lý thuyết chủng tộc quan trọng và sự điên rồ về chuyển giới khỏi các trường học của chúng ta. Và chúng ta sẽ giữ đàn ông ra khỏi thể thao nữ. Chúng ta sẽ bảo vệ tu chính án thứ hai, khôi phục tự do ngôn luận, và cuối cùng sẽ đảm bảo cuộc bầu cử của chúng ta. Các cuộc bầu cử của chúng ta đang bị đe dọa. Mọi người sẽ thịnh vượng, mọi gia đình sẽ phát triển mạnh mẽ, và mỗi ngày sẽ tràn đầy cơ hội và hy vọng. Nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải đánh bại Kamala Harris và phải chấm dứt hoàn toàn chương trình nghị sự tự do phá hoại đất nước của bà ấy. Chúng ta phải kết thúc điều đó. Chúng ta phải lấy lại đất nước và giành lại đất nước của chúng ta. Vì vậy, hãy khiến mọi người mà bạn biết đi bỏ phiếu. Chúng ta muốn có một chiến thắng quá lớn để có thể gian lận. Rất đơn giản. Quá lớn để có thể gian lận. Ngày 5 tháng 11, chúng ta sẽ cứu nền kinh tế. Chúng ta sẽ cứu đất nước. Đó là ngày quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ cứu tầng lớp trung lưu, giành lại chủ quyền và khôi phục biên giới của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu và giành lại đất nước của chúng ta. Bắc Carolina, hãy đi bỏ phiếu. Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn và Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.